chợ của Trung Phương. Mua vé ở đây để ăn sáng. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh cái khu vực này để bà con sẽ hiểu thêm về cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Rồi, cho con qua vơ. Ngày mai anh phải rồi, phải đi ăn liền. Đang là chợ Nguyễn Tri Phương này. Ồ, thấy có một cái cánh nướng bay. Đây, vùng này bán gạo, đường khô, nước mắm Nha Trang. Đây, chỗ này bán gạo đây các bạn. Đây, em đi ra đây là đường Ngô Quyền đây. Chanh 10.000 một ký các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi vào, tiếp tục đi vào đây nhé. Theo chân đi vô chợ coi. Họ bán chôm chôm các bạn. Đây là bên hông của chợ Nguyễn Tri Phương. Đây là cái khu bán đồ hải sản tươi sống. Rồi, sao rồi bác?
vậy ạ. Thế thì không ok rồi. Dạ, rồi ok, em cảm ơn. Dạ. Đó, hẹp khá là nhỏ. Ta sẽ băng qua đây là chợ Nhật Tảo nhé. Vâng, đây là đường Nguyễn Lâm đây quý vị và các bạn. Giờ em sẽ đi vòng quanh một cái vòng quanh cái khu vực chợ Nguyễn Tri Phương. Ở đằng sau thì đây là cái tượng đài hình như là Trần Quốc Tuấn thì phải. Có hay đâu, có thể có em sẽ vòng qua đây một vòng cho các bạn coi nhé, bạn chuối này. Đây là cái gì đây? Đây là số 68 Nguyễn Lâm, chợ Nguyễn Tri Phương. Rồi, ngoài thì bà con cũng bán hoa bông. Rồi đấy luôn. Đè làm đi. Động xe. Đây là góc Nguyễn Lâm và đường Bà Hạt. Ở bên đây, đây góc Nguyễn Lâm và Bà Hạt, phía xéo xéo là Ủy ban phường. Đây chúng ta xem đây ghi gì đây. Không nhìn thấy chữ gì hết. Bữa 3.500, 1.500 3.500 quý vị. Đấy, khu đây khu ba. Đây là góc ngã tư giữa Nguyễn Lâm và đường Bà Hạt các bạn nhé. Bây giờ em sẽ đi tiếp tục. Đây em đang đi ở bên hông của chợ Nguyễn Tri Phương. Đây là cái mặt cổng chợ và phía đường Bà Hạt. Mặt cổng chợ phía đường Bà Hạt. Phía đối diện thì có rất là nhiều các cái tiệm vàng như là Kim Huỳnh này, Ngọc Bảo, Kim Phước. Ở đây thì tiếp tục tới đây là ngã tư Ngô Quyền và Bà Hạt. Em sẽ đi băng qua bên kia. Họ sửa giày dép ở bên đường đó các bạn. Đây đang sửa quần áo giày dép. Đây rồi bán hàng rau, biết họ bán gì đấy ta? À trái cây. Trái cây mà họ cắt thành từng miếng rồi sau đó thì họ để lên xe và bán cho bà con. Đây em đang đi về đây là phía đây là Nguyễn Tri Phương, đây vẫn nằm trên đường Bà Hạt. Rồi đây thì em thấy có một nhà sư đang đi cất thực, một nhà sư đang đi cất thực các bạn nhé. Em sẽ dừng ở đây để coi nhà sư đi cất thực. Đó thì trước mặt của chúng ta là chợ, là xin lỗi không phải chợ mà trước mặt là ngã tư Nguyễn Tri Phương và Bà Hạt. Quý vị có thể thấy là có một nhà sư mặc áo vàng đang đi khất thực. Bây giờ thì cũng là cái thời điểm tháng 7 cô hồn rồi, nên là chính vì thế các nhà sư đi khá là nhiều. Đi lấy đồ à? Thank you.
Alo. Có, em gọi cái số đằng sau, số của cậu em anh nhé. Đúng rồi. Em chào. Đó, nhà sư đang rảo bước đi về cái phía ngã tư Nguyễn Tri Phương và bà Hạnh. Giờ chúng ta tiếp tục đi nhá. Đó, các bạn thấy nhà sư đang đi khất thực rồi. Nhà sư đang đi khất thực rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái hẻm này. Chúng ta vào hẻm đây để chúng ta đi. Coi cuộc sống trong hẻm ra làm sao. Đang qua đây là Nguyễn Tri Phương, đây có quán là mì vịt tím tiệm Thượng Hải. Thượng Hải thì có lẽ là Bắc Kinh rồi. Và bữa nào thì chúng ta sẽ đi tới đó nha. Đây là giao với Nhật Tảo là Nguyễn Tri Phương rồi các bạn. Rồi em sẽ dừng cái clip ở đây. Đây bên trái, bên phải là bánh canh Trảng Vàng đây. Em sẽ dừng cái clip ở đây và chân thành cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ em. Và đừng quên like cho video cũng như là đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những cái tin tức mới nhất về văn hóa giải trí ở Sài Gòn. Rồi bye bye quý vị nha.